Có thể bạn chưa biết, nhưng trước khi có cái tên Trung Quốc như ngày nay, thì đế quốc này đã từng suýt nữa thì rơi vào tay dân tộc Khiết Đan. Dân tộc này không chỉ từng là chủ nhân của đế quốc Liêu rộng lớn ở Đông Bắc Trung Quốc, đã không chỉ đối đầu mà còn thách thức sự thống trị của nhà Tống, một trong những triều đại vĩ đại nhất của lịch sử Trung Hoa. Họ đã từng là những chiến binh dũng mãnh, những nhà lãnh đạo sáng suốt, nhưng cuối cùng số phận của họ lại bị định đoạt bởi một cuộc nổi dậy khác, người Nữ Chân. Người Nữ Chân đã lật đổ đế chế Liêu và dựng lên nhà Kim, và thế là người Khiết Đan đã bị xóa sổ trên quy mô lớn, bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, một số ít trong họ đã không chịu khuất phục số phận. Họ đã mang theo hy vọng và di sản của mình vượt qua những đường biên giới, tới Trung Á và lập nên nhà Tây Liêu. Dù rằng vương quốc mới này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn trước khi hòa nhập vào cộng đồng dân tộc đa dạng của Trung Á, đó vẫn là những trang cuối cùng ghi chép về dân tộc Khiết Đan. Ngày nay, dù Khiết Đan đã đi vào dĩ vãng, nhưng ở Nga, người ta vẫn xem đó là một sự tồn tại đỉnh cao và cho rằng Trung Quốc chỉ là một cái tên khác của người Khiết Đan mà thôi. Vậy tại sao người Nga lại có thái độ như vậy với Trung Hoa? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Thế giới ngày nay có thể quen thuộc với cái tên Trung Quốc, nhưng trong quá khứ, do một sự hiểu lầm lịch sử, Nga và một số nước đã gọi quốc gia này là Khiết Đan. Điều này xuất phát từ thời kỳ mà kiến thức về phương Đông tại phương Tây vẫn còn hạn chế và các quan niệm sai lầm đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng quay ngược thời gian về năm 1125 khi đế chế Liêu do người Khiết Đan lập nên đã sụp đổ. Vua cuối cùng của Liêu, Liêu Thiên Tộ, bị quân Kim bắt giữ, đánh dấu sự kết thúc của nhà Liêu. Tuy nhiên câu chuyện không dừng lại ở đó. Gia Luật Đại Thạch, một vị đại thần của Liêu, đã dẫn dắt khoảng 100.000 dân cư Liêu, những người không chịu đựng sự bức hại dưới tay quân Kim, vượt qua sa mạc Gobi để tìm đến vùng đất mới ở phía Tây. Cuộc hành trình gian khổ này đã dẫn họ đến vùng Trung Á, nơi hiện nay là Kyrgyzstan. Tại đây, quân Liêu đã chiến đấu và chiếm giữ đất đai, cuối cùng đánh bại quân của đế quốc Seleucus trong trận đánh lớn tại Quan Quan năm 1141. Chiến thắng này đã mở đường cho Gia Luật Đại Thạch thành lập nhà Tây Liêu, được sử Trung Hoa ghi nhận với tên gọi Liêu Đức Tông, kế tục vương triều Liêu. Như vậy, thông qua sự hồi sinh và thành lập một vương quốc mới ở Trung Á, người Khiết Đan đã tiếp tục để lại dấu ấn trong lịch sử. Cái tên Khiết Đan do đó không chỉ là một di sản của quá khứ, mà còn là một phần của danh tính lịch sử liên tục được nhắc đến trong nhiều thế kỷ, dẫn đến việc nó được sử dụng một cách không chính xác để chỉ Trung Quốc trong hiện đại. Tóm lại, toàn bộ việc nói ở trên để lý giải cho việc các nước Trung Á hiện tại gọi Trung Quốc là Khitai, nghĩa là Khiết Đan. Việc hậu duệ quân Liêu xâm lược Trung Á vào đầu thế kỷ 12 có thể coi là một trong những lần lớn nhất đến lúc đó, người Trung Á phải đối đầu với một kẻ thù lớn như vậy tới từ phía Đông. Trước đó, dù việc giao thương với phương Đông trên con đường tơ lụa đã có từ lâu, nhưng người Trung Á gần như chưa bao giờ biết rõ quốc gia nằm bên kia dãy Thiên Sơn thực sự là gì. Ngược lại thì người Ả Rập biết khá rõ do đã đi thuyền trên Ấn Độ Dương tới Trung Hoa từ lâu. Chính vì vậy, khi bị một kẻ thù lớn từ phía Đông xâm lược đầu thế kỷ 12, người Trung Á đã coi những người xâm lược Khiết Đan đó chính là quốc gia lớn ở phương Đông hay nói tới. Nói cách khác, người Trung Á tưởng nhầm người Khiết Đan là Trung Quốc, dù thực tế họ chỉ là một dân tộc ở Đông Bắc Trung Hoa. Vậy điều này có ảnh hưởng gì tới phương Tây? Nên nhớ rằng, những hình dung đầy đủ đầu tiên của phương Tây và phương Đông chỉ thực sự có sau những chuyến đi của Marco Polo vào thế kỷ 13. Vấn đề ở đây là Marco Polo đã đi từ Ba Tư, cảng Hormuz đến Trung Quốc, lúc đó có lẽ là thời nhà Nguyên, bằng đường bộ đi qua Trung Á. Dễ hiểu nếu Marco Polo nghe lại lời kể của người dân Trung Á về một quốc gia phía Đông mà họ gọi là Khiết Đan. Chú ý rằng vào thế kỷ 13, nhà Tây Liêu đã bị Mông Cổ tiêu diệt từ lâu và người Khiết Đan đã không còn tồn tại. Nhưng cái tên Khiết Đan vẫn tồn tại trong ký ức người dân Trung Á, khiến họ nhầm tưởng rằng Khiết Đan đó chính là Trung Quốc. Chính vì vậy mà trong ghi chép của mình, Marco Polo đã gọi Trung Quốc là Khitai, cách viết Latin của người Khiết Đan. Mặc dù vậy, với việc đã đi xa hơn tới tận đất Trung Hoa, Marco Polo cũng đủ để hiểu ra rằng Khitai không phải tất cả Trung Quốc. Nó chỉ đúng với một phần phía Bắc Trung Quốc,
mà theo mô tả của người Trung Á là các đội quân du mục thống trị, trước đó là Liêu, Kim và hiện tại là Mông Cổ. Vùng phía Nam Trung Hoa với những sắc dân khác biệt và có nhiều sản vật giống với mô tả xa xưa ở phương Tây, có vẻ như được gọi bằng cái tên khác. Người Ấn Độ và Đông Nam Á gọi Trung Quốc là Sina. Sau khi tổng hợp lại, có vẻ Marco Polo mang về phương Tây ý tưởng rằng có hai nước Trung Hoa, phía Bắc là Cathay và phía Nam là Sina. Dĩ nhiên, Marco Polo không thể giải đáp toàn bộ vào thời kỳ ông sống, nhưng những hình dung về phương Đông mà Marco Polo mang lại đã thổi thúc người châu Âu sau này lên thuyền đi về phương Đông giải đáp bí ẩn về quốc gia Cathay hay Sina. Dĩ nhiên cũng là để kiếm thêm châu báu. Và đến thời sau này, khi các chuyến viễn dương diễn ra dồn dập, cuối cùng người châu Âu cũng tìm ra bí ẩn đằng sau cái tên của Trung Quốc. Rốt cuộc, chỉ có một nước Trung Hoa, chỉ có điều vào thế kỷ 12, nó bị phân liệt giữa nhà Tống với các nước du mục, Liêu, Hạ, Kim, Mông Cổ. Còn đến lúc này, Trung Hoa đã được nhà Minh thống nhất. Và do vậy, chỉ có một nước Trung Quốc. Người phương Tây quyết định gọi nước đó là Sina hay China ngày nay. Còn quốc gia Cathay mà Marco Polo chép thực chất là một quốc gia du mục ở Đông Bắc Trung Quốc đã bị diệt vong từ lâu, nhưng do đã xâm lược Trung Á nên khiến người dân ở đây lầm tưởng là Trung Quốc. Nhưng phương Tây nói tới trong các cuộc hải trình thực ra chỉ là các nước Tây Âu mạnh về hàng hải. Phần còn lại của châu Âu không đâu khác chính là nước Nga và một vài nước Đông Âu trong ảnh hưởng của họ cho đến tận thế kỷ 18 vẫn không phải là những nước có thế mạnh hàng hải cho những cuộc viễn dương. Do vậy, khi Nga mở rộng về phía đông để sang châu Á vào thế kỷ 18, họ đi lại con đường cũ mà Marco Polo đã đi, qua Siberia và Trung Á. Và dĩ nhiên, chẳng ai cũng đoán được lý do rồi. Người Nga lại nghe người Trung Á kể về nước Khiết Đan ở phía đông đã từng xâm lược họ. Người Nga đi tiếp về phía đông tìm thấy Trung Quốc, nhưng lại tưởng nó là Khiết Đan mà người Trung Á kể. Dù sao thì cái tên cũng không quan trọng bằng việc khai thác cái bánh ngọt Trung Quốc này, nên người Nga cứ gọi Trung Quốc là Khiết Đan, trong tiếng Nga là Kitai. Đó là lý do tại sao ngày nay đa phần thế giới gọi Trung Quốc là China, nhưng Nga, một số nước Đông Âu và Trung Á vẫn gọi Trung Quốc là Kitai, nghĩa là Khiết Đan. Như ở trên đã giải thích, hai cách gọi tên của Trung Quốc phổ biến trên thế giới. Phương Tây, Ấn Độ và Đông Nam Á gọi Trung Quốc bằng tên triều đại Tần, Queen, thời cổ đại của họ, ngày nay biến âm thành China. Trong khi Trung Á, do bị lầm tưởng bởi các cuộc xâm lược Trung Á vào thế kỷ 12 của người Khiết Đan, Khitan, nên đã gọi Trung Quốc bằng cái tên Khiết Đan này, sau dẫn đến Nga và Đông Âu cũng gọi theo. Tuy nhiên, cái sự nhầm đó của Trung Á vẫn chưa là gì so với Miến Điện, người ở đây gọi Trung Quốc gần như Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng như đã nói ở bài trước, đây là minh chứng cho câu, khi sai lặp đủ nhiều thì nó được chấp nhận thành đúng. Trong tiếng Miến Điện thời trước, người Trung Quốc được ghi là Tarut, Turut hoặc Tarut. Người ta giải thích từ này được viết từ thuật ngữ Tắc, chỉ các dân tộc thổ ở Tây và Trung Á ngày nay, nhưng trong lịch sử Trung Hoa cũng gọi là đột quyết. Vậy tại sao lại có sự kỳ lạ này? Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng Trung Hoa và Miến Điện lẽ ra có mối liên hệ thân mật hơn so với các nước khác. Thậm chí, nhiều người Trung Hoa nhận rằng họ và Miến Điện là anh em cùng cha cùng mẹ. Thực tế thì câu nói đó không phải không có cơ sở, bởi Trung Quốc và Miến Điện là hai quốc gia duy nhất mà ngôn ngữ chủ yếu thuộc hệ Hán Tạng. Vậy vấn đề ở đây là gì? Được cho là địa hình cách trở, hai phía đông tây của Miến Điện giáp Trung Quốc và Ấn Độ đều là núi cao chót vót bao bọc quốc gia này ở giữa. Bất chấp việc nằm cạnh nhau và gần gũi về dân tộc, nhưng biên giới Trung Miến trong lịch sử luôn được coi là tử đạo với bất kỳ ai muốn đi qua. Với núi cao, vực sâu, sông dữ, rừng thiêng, nước độc, linh tinh. Đó là lý do tại sao trong hơn 13 thế kỷ, Miến Điện không hứng chịu một cuộc xâm lăng nào từ Trung Hoa. Mà thực tế thì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Miến Điện cũng không phải lúc nào cũng do các triều đại chính thống Trung Hoa kiểm soát. Các quốc gia nhỏ như Nam Chiếu, Đại Lý mới thực sự kiểm soát khu vực này. Phải đến khi Mông Cổ chinh phục Trung Hoa và lập ra nhà Nguyên, Miến Điện mới phải đối mặt với cuộc xâm lăng đầu tiên từ Trung Hoa. Và chính cuộc xâm lăng này cũng là sự kiện hình thành nên cái tên Trung Hoa trong tiếng Miến Điện. Số là năm 1277, sau khi diệt nhà Nam Tống, Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên cho lập tỉnh Vân Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, nhà Nguyên có ý nhòm ngó Miến Điện ở phía Nam. Vì vậy, từ năm đó,
quân Nguyên cho giáo diết chuẩn bị binh lực để chinh phạt Miến Điện. Nhà du hành huyền thoại Marco Polo trên đường đến xứ Pagan, Miến Điện ngày nay cũng đã ghi chép về sự chuẩn bị này của quân Nguyên. Quả nhiên, cuối năm 1277, quân Nguyên và Miến Điện đã đụng độ nhau ở biên giới. Sử nhà Nguyên và ghi chép của Marco Polo đã ghi nhận quân Miến Điện thua trận, nhưng sử Miến Điện là không chép về thời kỳ này. Trong những năm tiếp theo, từ năm 1278 đến năm 1283, hai bên liên tục đụng độ ở biên giới. Cho đến năm 1283, nhà Nguyên quyết định tiến hành một cuộc xâm lăng thực sự vào Miến Điện. Tuy nhiên, điều quan trọng chủ yếu muốn nói tới trong bài này là lực lượng quân Nguyên tham gia xâm lăng Miến Điện. Quân Nguyên tham chiến ở đây chỉ có một số ít là người Mông Cổ. Hốt Tất Liệt lúc đó định dành lực lượng Mông Cổ cho các chiến trường khó khăn hơn, và do đó, lực lượng viễn chinh Miến Điện đã dùng chủ yếu là các lực lượng chư hầu từ Trung Á, đúng là từ Trung Á. Đầu tiên, triều đình Nguyên bổ nhiệm một tù binh từ đế quốc Khwarezmia, tướng Nes Adin, làm tỉnh trưởng của Vân Nam. Nếu có sự liên hệ thú vị nào thì xin thưa, Nes Adin chính là cha đẻ của viên tướng Ô Mã Nhi đã xâm lược Đại Việt hai lần. Ô Mã Nhi là họ Ô Ma, không rõ tên. Có nghĩa là đạo quân Nguyên xâm lược Đại Việt có lực lượng Trung Á trong đó. Trong lịch sử tỉnh Vân Nam, việc bổ nhiệm một người Hồi giáo làm tỉnh trưởng vào thế kỷ 13 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Hồi giáo tại khu vực Tây Nam Trung Quốc. Nhưng đến thời Thanh, thì dân Hồi giáo Vân Nam đã bị đàn áp quy mô lớn tới gần diệt vong. Tiếp đó, nhà Nguyên cho một vạn quân từ Tứ Xuyên đến Miến Điện. Lực lượng này chỉ là thứ yếu. Đội quân tiên phong là lực lượng kỵ binh khoảng 14.000 quân từ đế quốc Khwarezmia đã thần phục nhà Nguyên. Thêm vào đó là các cung thủ từ nhiều nơi như Mông Cổ, Ba Tư, Trung Á. Tổng cộng tạo thành một lực lượng hỗn hợp nhiều thành phần, quân số khoảng 3 vạn, xâm lăng Miến Điện vào năm 1283. Lịch sử gọi đây là cuộc xâm lược đầu tiên của nhà Nguyên vào Miến Điện. Trong cuộc xâm lược này, lực lượng hỗn hợp của nhà Nguyên mà tiên phong là quân đội từ Trung Á đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Miến Điện, chiếm lấy khu vực miền Bắc nước này. Quân Nguyên sau đó tỏ ý rằng họ không muốn tiến sâu vào vương quốc Pagan ở Đông Băng, mà chỉ giữ vùng đồi núi phía Bắc. Mặc dù vậy, cuộc xâm lăng của quân Nguyên cũng khiến Pagan rơi vào hỗn loạn và suy yếu trầm trọng. Đó là lần đầu tiên người Miến Điện phải đối đầu với họa xâm lăng lớn như vậy từ phía Trung Hoa, trở thành ký ức lịch sử. Nhưng do lực lượng của cuộc xâm lăng năm đó chủ yếu là người Tớt ở Trung Á, người Miến Điện cũng như người Trung Á trước kia tưởng rằng người Tớt là người Trung Hoa. Vì vậy, từ thế kỷ 13, trong các tư liệu, người Miến Điện bắt đầu gọi Trung Quốc là Tarup, thuật ngữ chỉ các dân tộc Tớt ở Trung Á. Đến tận thế kỷ 19, người Anh mới đổi thuật ngữ này thành Taoki để chỉ người Trung Hoa trong tiếng Miến hiện đại. Đây là một từ hoàn toàn vô nghĩa chưa được sử dụng, nên được tận dụng để chỉ người Trung Hoa. Sau thời kỳ đó, Miến Điện chỉ phải đối mặt với thêm một cuộc xâm lăng của quân Nguyên mà họ đã đánh bại, và phải đến thời Thanh mới lại phải đối đầu cuộc xâm lược tiếp theo và họ tiếp tục thắng. Có những lần chiến tranh lẻ tẻ vào thế kỷ 15 và 17 ở biên giới Trung Miến, nhưng là với các bộ tộc miền Bắc Miến Điện không đáng kể. Nói tóm lại, trong suốt lịch sử, Miến Điện bị Trung Quốc thực sự xâm lăng 3 lần, nhưng chưa lần nào bị người Trung Hoa gốc tấn công. Từ ký ức lần đầu tiên bị xâm lăng bởi các đoàn quân Trung Á đã hình thành trong tiềm thức người Miến Điện rằng người Tớt Trung Á chính là người Trung Quốc. Ý thức đó tồn tại lâu dài và không bị thay đổi. Do vẫn không bị người Trung Hoa thực sự tấn công, nên đã trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi ở Miến Điện sau này. Đến ngày nay, Myanmar vẫn một mình gọi Trung Quốc với cái tên Tớt, không đụng hàng với bất kỳ nước nào. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.